Rồi que tiếp thị cho anh em một con iPhone 6S Plus. Này, con 6S Plus thì từ iPhone 6S trở lên thì mới hiện nay mới xài được tất cả các chức năng và cũng như là một số những ứng dụng đời mới nha anh em. Còn từ 6 đổ xuống là không chạy được đâu. Thì con này mình thanh lý với anh em 1 triệu 6 50. Mình bao ship, nó mang một cái phiên bản 15.7.8 là chạy được tất cả các loại game ứng dụng đời mới này. Và cái con máy này nó có một cái bộ nhớ rất là hạn chế là 16 GB, nên mình để rẻ lại cho anh em này. Anh em nào có nhu cầu chơi những cái game mà online, những cái game hiện nay thì vẫn chạy được bình thường. Rồi, dung lượng pin thì 100% mình đã thay mới, và mới một con máy zin như này và mức giá như thế này thì chấp nhận được đúng không anh em? Với cái chi phí hạn hẹp này là chấp nhận được. Và nó có một cái chấm đen ở màn hình này, nhỏ xíu không quan trọng, nó không lan này, nó chấm đen này không lan đâu nha anh em, nhỏ xíu thôi, mờ mờ thôi. Thì màn hình zin thì nó xài bao nhiêu năm rồi thì anh em phải chấp nhận điều đó đó. Đấy, màn hình zin nó mới có một cái chất lượng hình ảnh sắc nét như vậy, anh em thấy không? Nó rất là đẹp, sắc nét và nó mượt. Còn màn hình lô thì nó cảm ứng hơi chậm. Rồi anh em, đây vân tay viên tiếc đầy đủ, anh em có nhu cầu liên hệ số mình để trên phần tiêu đề Zalo, phần tiêu đề để mình đến với nhau nhé.